Xin chào cô chú anh chị. Trong thời gian qua thì có rất nhiều cô chú anh chị hỏi em về cách diệt con kiến gió. Cô chú anh chị hãy xem hết video để biết cách diệt kiến gió tận gốc đi cô chú anh chị. Thì đặc biệt là con kiến gió là chỗ nào có thức ăn nó mới bu lại. Xong rồi nó tìm thức ăn xong là nó rút về tổ. Là mình khó thấy được con kiến gió. Giống như con kiến ghiền hay con kiến lửa là chỗ nào có tổ nó là tự động mình thấy, lúc nào mình cũng thấy trơn. Còn con kiến gió thì nó khác, là chỗ nào có thức ăn nó mới có nó, xong nó ăn xong là rút về tổ liền. Nên trường hợp mà mình phun thuốc đồ mình cũng khó phát hiện được, hay là nó thường là những nó tập trung nhiều ở khu bếp, mình muốn phun thuốc thì cũng khó. Nên hiện tại trên thị trường thì có hai loại diệt chính, diệt kiến mắc phết của Bayer, thứ hai là Optigas của Thụy Sĩ. Mình chỉ cần là đặt chỗ nào mình thấy nó, mình đặt xong là thuốc này nó có chất dặn dụ, là nó dặn dụ kiến là nó ăn xong nó sẽ lan truyền về tổ, nghĩa là con này nó đụng con kia nó dính, nó lan truyền về tổ, nó diệt tận gốc luôn cô chú anh chị. Mình chỉ cần đặt một cái đường dài thôi, mình đặt một đường dài để cho cái lượng kiến nó tiếp xúc nhiều quá, rồi xong nó bu lại càng ngày càng nhiều và nó lan truyền về tổ. Nếu trường hợp mà kiến nhiều quá thì mình đặt 2-3 chỗ nha cô chú anh chị. Mình chỉ cần đặt cả vài tiếng đồng hồ là nó hết rồi. Đặc biệt là kiến gió nó ở những cái khu vực là mình nấu ăn hay là những khu vực mình để thức ăn nhiều quá, nên cô chú anh chị nên giống như những gia vị thì nên đậy nắp kín lại. Thứ hai là những cái thức ăn mà mình đang nấu á, mình đem qua chỗ khác, mình để tránh qua một bên. Xong rồi là mình đặt thuốc là ok cô chú anh chị. Mình đặt tầm 2-3 tiếng là con kiến gió tự động nó rút về tổ hết rồi. Lúc đó mình sinh hoạt lại bình thường nha cô chú anh chị. Hiện tại là cái dòng mắc phết đó là một tiếp là 12 gram, là sử dụng cực kỳ nhiều cô chú anh chị. Mình chỉ cần đặt một lượng nhỏ thôi là nó ăn, nó tự động lan truyền về. Hiện tại dòng mắc phết thì nó diệt được con kiến lửa chứ còn kiến ghiền luôn, nhưng dòng Optigas thì nó không diệt được nha. Nếu cô chú anh chị mà nhà mình có nhiều loại kiến thì mình nên mua cái dòng kiến ăn cực kỳ nhiều luôn cô chú anh chị. Mình chỉ cần mua một tiếp thôi, mình có thể là xài cả năm cô chú anh chị, nó xài cực kỳ ít. Này mấy chỗ này mình đặt thêm nè, nó ăn càng ngày càng nhiều luôn. Mình chỉ cần đặt một lần một thôi là nó tự động nó ăn, nó lan truyền vậy thôi. Mình không biết tổ nó đâu chứ nó ăn là tự động nó rút về tổ luôn. Cái buổi hướng dẫn thuốc diệt kiến này kết thúc. Cô chú anh chị xem hay quá, nhớ like share đón nhận thêm. Xin chào, hẹn gặp lại.